cả quý khán giả của đài truyền hình IBC đang đón xem chương trình tin tức tổng hợp vào buổi trưa hôm nay thứ hai đầu tuần, được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng internet ibctv.us. Và trước khi đi vào tin chi tiết, Tuyết Nha xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin như sau. Tổng thống Pháp tái đắc cử. OSCE đã quan ngại về vụ bắt giữ thành viên giám sát người Ukraine. Ukraine đổ lỗi cho Nga về hành lang nhân đạo tại Mariupol. Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đến thăm Israel. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang rất cần vũ khí hạng nặng của Hoa Kỳ và sẽ bàn thêm vấn đề này tại Kiev. Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin tức trưa hôm nay là tin tức đến từ Pháp. Tổng thống Pháp tái đắc cử. Tổng thống Macron giành 57.6 tới 58.2% phiếu bầu và bỏ xa đối thủ là ứng viên cực hữu Le Pen. Kết quả khảo sát sau bầu cử ngày 24 tháng 4 của các công ty như Ifop, Elabel, Opinion Wave và IPSOS cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với cách biệt tương đối xa so với đối thủ bà Marine Le Pen. Ông Macron có thể giành 57-58% số phiếu so với 41-43% của bà Le Pen. Cách biệt này nhỏ hơn kết quả giữa hai ứng viên trong cuộc bỏ phiếu năm 2017. Lúc bấy giờ, ông Macron giành hơn 66% phiếu bầu. Dự báo kết quả bầu cử tại Pháp thường chính xác và tỷ lệ phiếu bầu có thể được tinh chỉnh khi có thống kê chính thức từ những điểm bỏ phiếu hôm nay. Và chiến thắng của ông Macron trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai sau 20 năm, đồng thời có thêm 5 năm thúc đẩy những cải cách như tăng độ tuổi thưởng lương hưu từ 62 lên 65 tuổi, cắt giảm thuế cho những doanh nghiệp để hạ tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 14 năm qua. Vẫn tin từ Âu Châu, OSCE đã quan ngại về vụ bắt giữ thành viên giám sát người Ukraine. Tổ chức An ninh Hợp tác Âu Châu OSCE cho biết họ đang rất lo lắng về vụ bắt giữ một số thành viên người Ukraine trong phái bộ giám sát của tổ chức này ở phía đông của Ukraine. Tổ chức đặt trụ sở tại Vienna cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào Chủ nhật, OSCE đã sử dụng tất cả các kênh hiện nay để dẫn tới việc phóng thích những người này. Một người phát ngôn từ chối cho biết có bao nhiêu thành viên phái bộ quốc gia đang bị giam cầm vào lúc nào hoặc ai là người đã giam họ. Một số thành viên của OSCE thậm chí đã thiệt mạng hoặc bị thương từ khi 5-7 nước tham gia tổ chức này thành lập một phái bộ theo dõi xung đột miền đông Ukraine cách đây 8 năm. Nga gần đây liên tục phủ quyết việc gia hạn phái bộ này. Ukraine đã đổ lỗi cho Nga về hành lang nhân đạo tại Mariupol. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết không có hành lang nhân đạo nào được thiết lập ra khỏi thành phố cảng Mariupol, nằm ở khu vực đông nam Ukraine vào Chủ nhật, đồng thời đổ lỗi cho những lực lượng Nga đã không ngừng phóng hỏa lực. Bà Vereshchuk đã nói phía Ukraine sẽ cố gắng thiết lập hành lang an toàn ra khỏi Mariupol lần nữa vào ngày đầu tuần. Bà cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự trù tới Moscow trước khi thăm Kiev vào tuần tới, yêu cầu ngừng bắn và mở ra hành lang nhân đạo từ Mariupol. Đây là những gì ông Guterres nên nói tại Moscow nếu ông ta đang chuẩn bị nói về vấn đề hòa bình. Tổng thống Biden cho biết đang có kế hoạch đến thăm Israel. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chấp nhận lời mời tới thăm Israel của Thủ tướng nước này là Natalie Bennett và dự trù sẽ thực hiện chuyến đi trong những tháng tới. Văn phòng của ông Bennett cho biết trong một tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ngày hôm qua và ông Bennett đã thông báo tóm tắt cho Tổng thống Biden về những nỗ lực ngăn chặn bạo lực lẫn kích động tại Jerusalem. Tuyên bố này đã đề cập tới những cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine tại ngôi đền Hồi giáo Al-Aqsa ở thành phố và ít nhất 5-7 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ngay trong khu viên đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào thứ Sáu, càng làm dấy lên lo ngại về việc lặp lại cuộc chiến năm ngoái giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas hiện nay đang cai trị Gaza. Theo tuyên bố, thì Tổng thống Biden chấp nhận lời mời của ông Bennett để đến Israel và thông báo có ý định thăm trong những tháng tới đây.
Ông Zelensky cho biết Ukraine đang rất cần những vũ khí hạng nặng của Hoa Kỳ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang hy vọng có được những loại vũ khí hạng nặng tại các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Hoa Kỳ tại Kiev vào Chủ nhật. Những vũ khí mà ông nói là thiết yếu để Ukraine cuối cùng chiếm lại được lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo Kiev sẽ từ bỏ những cuộc đàm phán với Moscow nếu như Nga tiêu diệt người dân của họ hiện nay đang bị bao vây trong thành phố Mariupol tan hoang vì chiến cuộc, hay tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý thành lập thêm những nước lòng cộng hòa ly khai ngay trên lãnh thổ Ukraine mà Nga mới chiếm đóng. Có một lúc trong cuộc họp báo xúc động, ông nói rằng ông nghĩ Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử, nhưng ông không muốn tin là Nga sẽ làm điều ấy. Ông nói điều vô cùng cần thiết đối với Ukraine là có thêm trang bị vũ khí. Ngay cả khi Ukraine có nhiều vũ khí hơn nữa, khi có đủ vũ khí, hãy tin người dân, bởi vì Ukraine sẽ lập tức chiếm lại được lãnh thổ này hoặc lãnh thổ kia của đất nước đang bị Nga chiếm đóng. Kính thưa quý khán thính giả, và bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc phần 1 của chương trình tin tức tổng hợp trưa nay. Tuyết Nga xin mời quý vị ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại sau đây đã đồng hành với đài. Kế đến đó là những tin tức nổi bật liên quan tới Thủ tướng Anh sẽ cho thêm vũ khí phòng thủ tới Ukraine như thế nào. Hai Nga cho biết một số thảo luận với Ukraine nhưng chưa có đột phá ra sao. Và Áo cho biết không thể cấm vận khí đốt từ Nga, cũng như chuyến tàu chở hàng hóa xuất cảng đầu tiên từ Trung Quốc đã tới biên giới để vào Việt Nam, và nhiều tin tức nổi bật khác nữa. Xin mời quý khán thính giả đón xem.